đi thở rồi là trong đó là có da phả nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Có da phả giờ... dòng tộc. Đúng rồi, giờ xài hết được. Kêu ra rồi thở luôn mà xài hết được rồi. Chú không cho xài luôn rồi. Không lên mạng được không luôn. Không lên luôn. Không tiếp tiếp nó lúc mà chú, lúc mà chú bệnh thì còn lên được không? Đúng rồi, còn chú đang xài á. Đây là mình nói là cha. Dạ. Ở trên thì ông nội bà nội. Dạ. Ở trên đây là ông nội bà nội của mình. À. Là vua Thành Thái á cô bác anh chị. À. Với lại bà nội là xin phép được gọi tên là Phi á. Thứ Phi Chí Lạc hay vậy phần. Không cô. À. Dòng dõi dòng tộc á cô bác anh chị. Chú vua Thành Thái là một trong những cái vị vua mà yêu nước của nước Việt Nam và là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua triều Nguyễn. Vua đầu tiên nhất là vua Gia Long, cuối cùng đó là vua Bảo Đại. Cố gắng cô đừng có bao giờ gục ngã. Dễ gì bỏ nữa giờ, dạ. Bỏ cho ai giờ. Như đó chú Tài cũng hy vọng cô ở lại. Dạ. Dữ lắm. Dạ. Cô gậy cô la chứ không hổ ngồi xanh ra không ra tiếng nào hết chứ. Ừ. Bệnh giá nào cũng chở nó đi học. Ừ. Nín đi con, nín đây. Bệnh chó không nổi con giá nào cũng bè nó đi học hết chứ. Không có cho nó nghỉ ngày nào hết chứ. Chở không nổi cũng ghét. Về phải chở đi học. Về chưa. Thông tin với cô bác quý anh chị thì Thành Thái là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua của triều Nguyễn. Ông làm vua được 18 năm và ông thọ 74 tuổi, mất tại Sài Gòn. Ông có 50 người con, trong đó có 22 người con trai và 28 người con gái. Thì trong đó có hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Du là ba của chú Nguyễn Phước Bảo Tài. Thì Nguyễn Phúc Vĩnh Du thì ông sinh năm 1922 tại Saiden de Gonesse, là con thứ 19 của vua Thành Thái và bà Thứ Phi Chí Lạc. Tử Nguyễn Phúc Vĩnh Du thì kết hôn với bà Lư Ngọc Hòa và có 7 người con, trong đó gồm có 6 trai và 1 người con gái. Thì gồm có Nguyễn Phúc Bảo Bội, Bảo Thọ, Bảo Cao, Bảo Lộc, Bảo Hàng, Bảo Tài và Thanh Cát. Đây mà là một cái đoạn clip cách đây hơn một năm, Bùi Hồ có dịp lên Sài Gòn và được gặp mặt chú Nguyễn Phước Bảo Tài đang ở trong một cái căn nhà thuê. Chú đang nuôi một người con gái của mình là Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Trong cái căn nhà này, Bùi Hồ được gặp cả bốn anh em của chú. Và lần gặp này thì cũng là một lần gặp cuối cùng để được gặp chú và để hiểu rõ thêm về cái câu chuyện này. Bùi Hồ sẽ trích một số đoạn phỏng vấn ngắn về chú trong một cái căn nhà trọ như thế này nha. Có 7 anh em. Dạ. Một gái, 6 trai. Trước đó, thì là đối với ông bà đó, đó dạ. Là cái sự hãnh diện tôi lớn cho bản thân tôi vậy đó. Dạ. Đó. Nhưng mà nói lại thì nó cũng thuộc về một cái quá khứ rồi. Dạ. Đó. Nhưng mà chỉ nhắc lại để mình cảm thấy mình phấn khởi, cái ông cha mình đã làm những cái tạo nên những cái lịch sử. Dạ. Chỉ có gì thôi chứ mình. Dạ. Không có suy nghĩ gì mấy. Dạ. Chỉ dạ. Tập trung lo cho con. Dạ. Chú làm cái công việc gì hả chú hả? Rồi trước thì lên đây vừa chạy xe mà vừa đi làm hồ. Hai năm nay nó có sinh cái bệnh tiểu đường á. Dạ. Thành ra bây giờ nó làm yếu quá, sách thùng nước, sách không nổi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ để tìm về một cái nhân vật trong cái câu chuyện Bùi Hồ mà trước đây khi mới tập làm YouTube, Bùi Hồ quay về cái hoàn cảnh của chú. Đó là chú Nguyễn Phước Bảo Tài và gia đình của chú. Thì cách đây khoảng gần một tuần thì Bùi Hồ nhận được một tin rất là sốc.
đó là chú Tài đã ra đi mãi mãi, để lại một người vợ, chăng một người con gái của mình là Nguyễn Phước Thanh Tuyền bị bại não. Hôm nay mình muốn xuống đây để thắp cho chú một nén hương, coi như tiễn chú về nơi an nghỉ. Khi chú mất đi, mình thật sự là rất là sốc khi mà mình nghe được cái tin này. Thì thông tin với cô bác quý anh chị, chú Nguyễn Phước Bảo Tài này, chú là cháu nội của vua Thành Thái, có 7 anh em, và chú là thứ út, chú là Nguyễn Phước Bảo Tài. Vua Thành Thái là một vị vua mà thứ 10 trong triều Nguyễn. Dạ con chào cô. Dạ. Hôm nay cô con đến đây để con thắp hương cho chú Tài á. Cô có, nhưng con chắc cái này lên. Cô cho con xin cái dĩa con. Hôm nay mình đến đây để mình thắp hương dâng cái cây lên chú. Đến nay nữa là gần một tuần hả cô ha? Tuần ngày mới đám một tuần này. Mới đám một tuần ha. Nghe tin của chú mất con sốc quá. Chứ cô nuôi chú là trong bệnh viện Phạm Hữu Thạch là 2 tuần. Chọn 2 tuần luôn. Dạ. Không có ai thay thế chứ. Ừ. Chú đau đớn lắm. Cái máy này bây giờ chú không cho xài luôn. Không lên mạng luôn á. Chú xài hàng ngày luôn á. Máy này là lúc trước là mà chú đưa con có. Đúng rồi, bây giờ xài không được. Hồi chú mất tới giờ là xài không được. Nghỉ xài luôn hả con? Nghỉ xài. Ồ, tên quá. Cho con lấy này. Để lại xuống đây. Dạ. Giờ lên mạng rồi là lên không được. Đi thợ rồi là. Trong đó là có dao phả nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Có dao phả, có giờ... dòng cọc đó. Đúng rồi, giờ xài hết được. Kêu ra thợ luôn mà xài hết được rồi. Chú không cho xài luôn rồi. Không lên mạng được không luôn. Không lên luôn. Không tiếp nó tiếp nó lúc mà mạng. Lúc mà chú bệnh thì còn lên được không? Đúng rồi, còn chú đang xài á. Chú đó. Dạ. Chú đó. Rồi con thấy chú rồi. Chị xài hết được rồi. Dạ. Nè chú. Đây là vua Thành Thái. Nè lúc chở chú về nhà nè. Ừ. Chở chú về nhà. Trời. Cô hôm nay cô khang tiếng hết rồi hả? Xuống luôn rồi con ơi. Xuống luôn rồi. Con chú đăng báo là. Dạ. Xuống rồi. Còn Tiền hôm nay khỏe không? Cha mất rồi, Tiền xỉu luôn. Tiền xỉu luôn hả? Qua đây ngồi đi. Giờ không ai đưa bé đi học chết. Tại Tiền bé đang đi học. Dạ, Tiền lúc trước thì chú Tài chia sẻ Tiền được gọi là lấy ghế ngồi cô. Công nương. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Cháu cố thì được gọi là công nương. Cô qua đây ngồi với Tiền đi. Cái nhà ngôi nhà của mình đó cô. Nhà này là nước cho cô từ cái mí xanh nè. Ờ. Còn mí thì sao là cô nhỏ em nó sửa chữa. Là nó ở á. Nhà nước cho cô ha. Nhà nước có bảng. Bảng đầy đủ á. Dạ. Nhỏ em vậy sửa nó lấy mấy cái bảng đó vô. Vậy là dạ. Vậy là tổng cộng là khi mà chú ở Sài Gòn nuôi Tiền bao nhiêu năm? 6 năm. 6 năm trời. Năm nay là năm thứ 7. Ừ. Tiền năm nay học lớp 3. Lớp 3 học giỏi. Tiền năm nay là 10. Cô sinh 2006. 14 tuổi. Cô là chú Tài mất là con thấy là anh Nhật là mai táng miễn phí ở Sài Gòn đưa về là mình không có tiền sao cô? Không có tiền, tiền viện cũng chưa có trả nữa. Chưa có trả tiền viện luôn hả? Nè, cô thứ hai này lên nè. Chú là bệnh gì cô? Bệnh
bị áp xe phổi tràn dịch. Dạ. Rồi tiểu đường rồi xây qua thận. Dạ. Cô năm nay là bao nhiêu rồi? Cô năm nay Tết hôm nay nó là 50 rồi. Trong dòng tộc của vua thì cô gọi được gọi là gì? Thôi. Cô cũng không gành. Cô không gành nữa không hả? Không gành. Ừ. Anh Tài gành nữa. Ừ. Không gành, không. Dạ. Cô bác anh chị mà xem clip của Vườn Hồ thì gặp được chú Toàn. À. Chú Bảo Toàn. Có một chú ở Đà Lạt nữa. À. Ừ. Bốn anh em, lúc đó con lên thì gặp được bốn anh em của chú luôn. À. Hiện nay thì cô chú chôn ở đâu cô? Ở sau. Ở sau nhà hả? Sau. Ừ. Cô mày gì cho á? Dạ. Để chôn anh. Không có đất luôn hả? Cô này chị, cô ở đậu của bà gì? Đất này đất ở đậu ở luôn. Ở đậu của bà gì cho. Ừ. Toàn bộ của bà gì hết. Cô mất, chú mất hôm đó là lúc mấy giờ cô? 8 giờ rưỡi sáng. Dạ. Chuyển đến đây con thấy cũng mấy giờ? Chiều chiều à? Tới 3 giờ chiều mới tới. Dạ. Làm phục vụ tục quá. Ừ. Rồi xe à, từ thiện ta lại cũng hơi trễ. Ừ. Rồi tới 3 giờ mới tới đây, tới 5 giờ liền. Rồi cô nuôi chú là tới 2 tuần nửa tháng ở bệnh viện bà Phạm Ngọc Thập. Dạ. Nuôi mình nên luôn không ai thay. Chú đau đớn, chú ghen là chú thức lúc nào là cô cũng thức lúc đó, không nghỉ ngơi gì được. Cô còn bây giờ hiện giờ còn thiếu tiền viện phí luôn hả? Còn thiếu tiền viện phí, thiếu tiền đủ thứ tiền hết trơn. Thiếu nhiều con? Cũng hơi nhiều á. Mà nhiều là nhiêu? Kêu mà dì hỏi nha, dì ơi hỏi tiền con cũng khoảng cũng bộn á. Cô có thể chia sẻ cho con mà cô đến khoảng cỡ 40-50 triệu á. 40-50 dạ. triệu hả? Tiền viện phí là chưa tính. Chia sẻ với cô bác của anh chị là anh Nhật là đưa xe chiếc xe rồi. Nhật Tâm á. À, là đưa cho chú Tài về đây luôn miễn phí, ngay cả là mai táng hòm gương luôn đúng không cô? Hòm gương luôn là từ thiện. Dạ chứ cô cũng không có tiền làm táng nữa. Gia đình cô cũng không có cả. Có tiền lo cho ổng với nhỏ này là hết tiền luôn. Ừ. Sanh ra là lo cho bé này là hết tiền rồi. Tới ổng bệnh là năm nay là năm thứ tư rồi. Lúc đó gặp tiền thì chú ở Sài Gòn á thì gặp chú Diều dắt tiền đúng đưa rồi. Đi trị liệu đồ đó cô. Đưa đi trị liệu với đưa nước đi học. Ừ. Giờ ảnh mất rồi, chú mất rồi thì cô không biết làm sao. Rồi lúc đó tiền ra. Có cảm nhận gì không? Cảm nhận biết giờ nó mẹ ơi cha chết rồi mình khổ rồi. Nói luôn hả cô? Nói luôn. Cha chết rồi mẹ con mình khổ rồi. Bây giờ còn hai mẹ con hai thôi. Hai mẹ con ở nhà chứ không ai. Nữa cô gửi bé ở dưới đây cô đi làm thì chảnh cô làm á chảnh. Không biết người ta có cho làm lại hay không tại nghĩ. Cô làm ở gì? Cô làm tập vũ trong cái ban quận Bình Tân á. Dạ. Vệ sinh cho người ta rồi đó. Ngày mất chú mất thì anh em về đầy đủ hết không? À, ngày chết trong bệnh viện có anh cô thôi, không ai một người nào hết trơn. Cô mới điện mấy chị em bạn rồi lại. Cái cô này kia lại bà con rồi điện lên chạy lại như bằng chung rồi chạy lại. Còn về đây thì trở về thì anh em của ảnh lại hơi trễ. Cũng đầy đủ hết mà lại hơi trễ. Con Tài bà gì lo cho chị với cô kìa, bả nè. Dạ. Không có bả là cô không biết sao nữa đó. Ừ. Bả đó. Dạ. Nhà thì nhà nước cho có bả nào đầy đủ á. Cái này là bản này có nhà nước cho hả cô? Đúng rồi, này là của nhà báo người lao động báo cho lao cô động á. Còn này là xã với huyện cho cô nè. Nhà đại đoàn kết. Đại đoàn kết. Như báo người lao động tặng. À, cho tự miếng xanh đó. Dạ. Con khúc đó. Rồi nhỏ em về nó sửa chữa là nó ở chung á. Dạ. Tuyền, chú chào con nha. Chuyện với chú đi con. Con buồn nhiều không? Dạ, hả? Dạ, buồn. Con buồn lắm hả? Tiền năm nay là 14 tuổi rồi. Đúng rồi. Nói mẹ cha chết này mẹ con mình khổ rồi. Không ai đưa bước con đi học. Không ai chở con đi đâu á. Chú lúc trước con nghe nó chú nói là chỉ có con cũng vua thì mới được ở trong lăng mộ ở Huế thôi. Đúng rồi.
Còn như chú là cháu thì bây giờ không có được hay không? Dạ, cha của ảnh cũng đưa về quê á. Dạ. Ông nội mới tiền đưa về quê. Dạ. Cha của chú là Nguyễn Phúc Vĩnh Du. Đúng rồi, cô thờ nè. Dạ. Nó vua thằng Thái đó, bên đây là bà nội, bên đây là ông nội, đó là vua mới lên ngôi. Dạ. Cô cũng thờ ở chảnh đó đó. Ở đâu cô cũng có thờ á. Dạ, dòng dõi dòng tộc mà bây dạ. giờ vậy đó. Anh em thì mỗi người mỗi hướng. Mỗi hướng hướng ha. Hôm nay gặp cô cái sức khỏe của cô yếu dần đi. Yếu rồi. Tại vì thức với ảnh như chú là tới gần 20 ngày á. Rồi đám tan chú luôn rồi ăn uống không được á. Không ngày thì nhà bệnh nè. Dạ. Chú không ngày cô nằm ngủ có gặp chú không? Không có gặp, bà gì gặp. Bà gì gặp chứ cô chưa gặp. Gặp sao cô? Ê, vậy mua giùm con hộp cơm. À. Đó là chú hay ăn cơm sườn lắm. Ừ. Này cô hàng ngày thầy kêu cúng chay tới 49 ngày. Dạ. Cúng chay tới 49 ngày. Là chú nằm bệnh là bao nhiêu tháng cô? Phát hiện là cái phổi này là mới có 3 tuần thôi. 3 tuần là bác sĩ nói là cho đi khám với cô. Chụp tổng quát toàn bộ chi phí là nội soi cuống họng. Rồi siêu âm đồ này đủ hết. Bác sĩ nói là tôi cho thuốc anh uống trong vòng 10 ngày. 10 ngày anh không hết quay lại tôi mổ anh. Mổ đây. Mổ hồi tập 1 giờ phía thứ 3 là tới ngày chủ nhật là chú mất. Là chọn đúng một nửa tháng luôn á. Hôm nay thì anh em có vô đây về hết hả cô? Không có ai ở đây với cô. Xong đám là về hết. Công việc còn có cô với bà dì đâu ở đây lấp ở đây cũng có ai ở hết trơn. Bên chồng của cô thì cô biết hết không? Biết, anh em biết hết. Anh em biết hết hả? Ừ. thứ 3, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Ừ. Thứ 2 là chị gái thôi. Thứ 2 là anh trai anh mất trai. Rồi. Dạ. Thứ 3 là chị gái. Còn cô nhắc là... tên được không? Nguyễn Phước Thanh Cát. Dạ, Thanh Cát. Nguyễn Phước Bảo Thọ. Dạ. Nguyễn Phước Bảo Cao. Bảo Cao đúng không? Còn Nguyễn Phước Bảo Lộc. Dạ. Còn Nguyễn Phước Bảo Hoàng. Còn Nguyễn Phước Bảo Tài. Dạ. Là 7 người anh em. Nguyễn Phước Bảo Bồi là thứ 2 là dạ. Mất. Thông tin với cô bác với anh chị á, chú Tài là con của Nguyễn của chú của bác ông Nguyễn Phúc Vĩnh Du. Vĩnh Du đúng. À, lúc mà ông ba của chú Tài thì được sinh ở Pháp hay vậy luôn. Sinh ở Pháp. Nhưng mình dân cũng ở Pháp của chú Tài luôn á. Dạ. Ừ. Bây giờ cô chưa đi cắt khai tử được nữa. Dạ. Nó bắt buộc cô phải đi về trả làm giấy khai tử mới về để làm cho cô. Ừ. Tại chú Tài ở Sài Gòn, chết ở Sài Gòn. Ừ. Cô có thể chút xíu nữa con hỏi thăm Phương Thiền sao? Thì cô có thể chia sẻ cho con cho mọi người biết. Thì cô bác anh chị, chú mất năm nay là chú bao nhiêu rồi cô? Năm nay ngày mai là chọn tuần rồi đó. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Sinh 1964. Ừ. 57 tuổi. 57 tuổi. Đây là mẹ của mẹ của Bảo Tài của anh. Mẹ của chú. À. Đây là bên đó là cha. Dạ. Ở trên thì ông nội bà nội. Dạ. Ở trên đây là ông nội bà nội của là vua Thành Thái á cô bác anh chị. À, với lại bà nội là xin phép được gọi tên là Phi thứ Phi Chí Lạc hay vậy phần ông cô. À, dòng dõi dòng tộc cô bác anh chị. Chú vua Thành Thái là một trong những cái vị vua mà yêu nước của nước Việt Nam và là vị vua thứ 10 trong 13 vị vua triều Nguyễn. Vua đầu tiên nhất là vua Gia Long, cuối cùng đó là vua Bảo Đại. Giờ cô thắp hương cho chú hả? Đốt nhang hoài luôn. À, không có hương để cho hương. Ngưng luôn. Không để ngưng hương. Hôm nay thì con đến đây thì mong con thắp một cái nén hương này để tỏ lòng tôn kính với chú, với những với chú đã mất đi, mong chú về suối vàng an nghỉ. Dạ.
Tiền bây giờ là cô với Tiền khi nào quay lại thành phố? Dạ quay lại. À, tuần này tuần sau cô quay lại thành phố. Ừ. Gửi bé Tiền ở trên đây. Gửi bé Tiền ở đây luôn. Không ai giữ. Tại đi làm mà bỏ không ai ở nhà không ai giữ thì không yên tâm. Dạ. Cô định tính bằng cho tới Tết. Ừ. Cô sắp xếp công việc cô về đây cô đi làm ở đây cho nó gần gũi hai mẹ con. Dạ. Chứ không còn ở Sài Gòn được nữa. Tại vì ở Sài Gòn thì không ai coi chừng bé hết. Dạ. Tình cảnh cô bây giờ cũng éo le lắm, không có được như hồi xưa chú còn sống. Chú còn sống là chú chở đi đây đi đó, đi học đi này đi kia. Bây giờ không ai còn đưa hướng đi học nữa. Bé ngoài học rất là giỏi. Sức khỏe Tiền bây giờ đỡ hơn không? Không có đỡ. Tại vì cô trị với nó mình nó ít, nó đi không đi không có được. Tiền lúc trước là trị liệu đi vẫn chưa được hả cô? Rồi xe lăn như ngồi. Tiền nhớ chú không? Nhớ không? Lúc đó ở Sài Gòn chú có lên con nó nhớ không? Lúc đó em mới làm YouTube à, người lên quay cái hoàn cảnh của chú đấy, hoàn cảnh của chú éo le quá. Éo le lắm. Dạ. Chú cũng mướn nhà trọ, cũng khúc à. Mướn nhà trọ ở đó. Rồi sau này mấy anh em hùng lại cái nhà, mướn nhà được nguyên căn. Nguyên căn mãn tháng là 4 triệu 7, mấy anh em hùng ra ở. Ừ. Đó. Kêu chú thôi về nhà đi, không chú nói là không, không có về. Ở đây tới chết luôn cũng không có về nhà nữa. Chú nói vậy, bây giờ nhà trả nữa cô sắp xếp. Rồi để tới Tết cô trả lại cô đi về đây luôn. Giờ công việc cái trả này bằng lương cũng có 4 triệu mấy à. Rồi thôi để về đây đi làm cho gần gũi mẹ con với thắp nhang cho ảnh. Bỏ ăn lên tội nghiệp. Thôi bây giờ chút xíu nữa cô dắt con dẫn con ra ngoài mộ. Dạ đi dạ. Đi được. Thôi bây giờ thì trước nhận mộ thì bây giờ con cô cho con gửi chú 1 triệu. Con là Bùi Hồ. Gửi chú 1 triệu lo hương khói cho chú. Anh Thanh là Việt Kiều Mỹ. Gửi cho tiền quỹ cho con gửi năm trước cô 500. Một chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada. Gửi cho cô 500, con gửi cho cô 2 triệu đồng. Cô cũng cảm ơn con rất là nhiều, thương hoàn cảnh cô với bé. Dạ. Cũng cảm ơn rất là nhiều tại hoàn cảnh cô với bé éo le dữ lắm. Dạ cô cố gắng. Dạ. Dạ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Bây giờ thôi cô hướng dẫn con đi ra ngoài mộ. Nhà này nhỏ em nó sửa lại nó ở đó. Vẫn đang làm lại hả cô? Đang làm, đang làm mà thiếu tiền thợ, tiền làm mã, làm mồ. Cũng ráng làm cho trọn vẹn cho ảnh. Mà gì quá cho mượn, họ tiền mượn á. Đây là mã của bộ của chú. Dạ. Làm chưa hứa xong á. Làm không ngày cũng gần tuần lễ ha cô ha. Tuần lễ mà tuần chưa lễ. Xong. Ừ. Chào các anh. Dạ. Đây là đất của ai cô? Của bà gì? Đất của gì hả? Đất của bà gì toàn bỏ hết. Dạ. Trời ơi, bà đứng bà đi ra bà kiếm nữa. Cuối cùng thì chú cũng về Cần Thơ an nghỉ. Hồi đó chưa có còn mới còn bệnh nói là cho nằm ở đây nè. Về đây nằm chứ không có nằm ở đâu hết. Chú trăn trối lại. Trăn trối nằm tại nơi đây luôn. Ừ. Chú ra thăm ba của mình là trong một, đời của chú một lần chỉ một lần đi gì? Với cô. Dạ, cô cũng dạ, có đi ha. Có đi. Đi hồi 2016. Dạ, lúc đó hình như là con nhớ là chú nói là đi theo đoàn hả cô? Không, qua ở ngoài tỉnh thì Ninh Quế cho đi. Cho đi. Vô đây rước. Dạ. Đi tới ngoài. Đi được một tuần. Ừ. Đi ngay ngày đám giỗ ông nội á.
Dạ. Chú ra đi rồi thì còn lại tiền. Thấy bơ vơ cũng tội nghiệp. Ba chú Tài thì rất là thương tiền luôn. Đúng rồi, rất thương mấy tiền. Rất thương mấy tiền. Thôi mong chú an nghỉ. Dạ, thôi hai cô mình vô. Con cô vô. Cảm ơn anh. Dạ, dạ. Bây giờ cô có một cái tâm nguyện gì không cô? Nguyện để là có tiền để nuôi bé Tiền thôi. Ừ. Cho nó cố gắng đi học. Dạ. Cô cũng tâm nguyện đó. Cô cố gắng cô đi làm để nuôi bé. Ừ. Chứ không biết tâm nguyện gì khác chứ. Ừ. Trước đây cái nhà này á thì con gặp một cái nhà của cô là nhà tre phải không? Đúng rồi, nhà tre. Ừ. Nhà tre như nhà bên đó vậy đó. Dạ. Thì sau này nhà nước cắt cho. Sau này mới phát hiện là cháu của vua. Dạ đúng rồi. Ở đây thì mới nhà nước mới hỗ trợ. Hỗ trợ. Hỗ trợ cho từ miếng xanh cho tới miếng đó đó. Ở làm sao khu nhà em hết. Dòng dõi dòng tộc mà. Cái nhà này 2012 á. Tiền thất thần luôn kìa. Thất thần luôn, xỉu, về dắt nó xỉu đây luôn á. Thất thần luôn. Tại ngày đó là ngày chú mất á, là ngày chủ nhật. Cô đưa nó lên chảnh cho nó đi thi, qua ngày hôm sau cho nó đi thi. Ăn trở về ngược trở lại thì mới đưa sáng ngày chủ nhật. Đưa lên tới chưa có kịp là chú mất. Rồi cho nó về đây luôn. Cô viết đơn cô tạm xin nghỉ. Giờ không ai đưa rước hết. Học giỏi. Giờ con cô với lại tiền giữa dòng đời thì cũng chú mất. Coi như một cái điểm tựa. Dạ, điểm chắc tựa kinh giai của cô rồi đó. Không ai lo cho bé Tiền đi học. Hai nữa là ảnh bệnh như ảnh ở nhà. Có chuyện bé Tiền cô đi làm. Thì hồi lúc ngã bệnh luôn rồi là trong ngoài cũng cô hết. Tiền bạc thuốc men cũng cô hết. Bé Tiền đi tập lý trị liệu toàn bộ có gì cũng cô hết. Chú ngã bệnh chú ngồi trước con chú đi làm hồ. Chú xỉu á. Rồi trở về bệnh viện đó là chú bị tiêu đường nặng đó. Rồi hai nữa là suy thận. Rồi lớp nào rồi bị tùm lum á, rồi xây qua phổi. Rồi hàng tháng là chú đi lãnh tiền thuốc tiểu đường là một tháng mà là 1,000,000. Bệnh viện thuốc mà yếu á, rồi uống không có được mạnh. Thấy buồn người quá, con cứ nói là nước mắt của cô cứ chảy à. Cô không biết sao bây giờ nữa. Con lại đây con cũng thấy hoàn cảnh của cô rồi đó, kéo le lắm. Nên con phải giá nào cũng con cũng phải tranh đủ con xuống đây con. Dạ. Con giếng chú, con thắp cho chú một nén hương. Tiền bây giờ vẫn đi không được mà. Vẫn đi không được, cứ lớp cũng vào vòng của mẹ lo chăm sóc thôi. Súc miệng hay vẫn đi tiểu hay là thay đồ của mẹ, ăn cơm của mẹ đút. Con thấy gì cái tay nó yếu xìu à, nó đâu có ngay ra được như mình đâu, là con thấy không? Đâu có cầm được như mình đâu. Ngày chỉ... xưa cô, lúc mà cô mới gặp chú á, cô có biết chú là dòng dõi không? Không, sanh mấy tiền ra là mới biết. Sanh mấy tiền ra lâu lắm mới biết. Mới biết hồi nghe 2012 đó là nhà nước cất nhà đó. Chứ ngày xưa giờ không biết. Không, không ai biết hết. Cô với chú là đi bán vé số, cô bán vé số, chú chị xin ôm. Rồi nhà báo, người lao động mới tìm hiểu tới á. Rồi mới biết thôi, chứ ngoài ra chưa ai biết. Có chục năm về đây không ai biết là chú là cháu nội của Hương. Thôi hôm nay con đến đây con chia buồn với cô, chia được buồn với gia đình của mình. Cô cũng cảm ơn cô nhiều, đường xá xa xôi. Dạ. Lại tới đây không cô. Mặc dù cô thì bây giờ coi như là mất đi một cái chỗ dựa lớn. Dạ. Mà cô đó, còn dạ. Cô còn được Phương Tiền ở bên cạnh mình thì thôi, vì Phương Tiền cô cố gắng bước tiếp trong cái con đường tương lai nha cô. Dạ. Cố gắng cô đừng có bao giờ gục ngã. Dễ gì, khi bỏ đó, nữa, dạ, bỏ cho ai vậy? Khi đó chú Tài cũng hy vọng cô ở lại. Dạ. Dữ lắm.
cô gậy cô la chứ không không hồi sanh ra không ra tiếng nào hết chứ. Bệnh bệnh giá nào cũng chở nó đi học. Nín đi con, nín đây. Bệnh chở không nổi cũng giá nào cũng bè nó đi học hết chứ. Không có cho nó nghỉ ngày nào hết chứ. Chở không nổi cũng ghét, về phải chở đi học. Nhà trường mời đi ăn lễ là 8-9 giờ tối không thấy đường cũng gán chở cho nó đi, cho nó vui. Nín đi con, nín đi nha. Em nín đi. Cô đừng khóc, không kèm kìm được nước mắt luôn này. Tiền sáng giờ ăn cơm chưa? Ăn được mấy chén? Một chén, ăn cơm cái gì? Hả? Cơm với thịt. Ăn cơm với thịt hả? Ngày ăn được mấy lần? Mình nói cho anh nghe đi con. Nói anh nghe vậy. Ngày ăn mấy lần? 3 lần. Muốn đi học nữa không? Chừng nào đi học lại? Tối nay cha mất không ăn chở. Không ai chở hết. Thích đi học không? Thích nhiều không? Học cô có khen không? Mẹ được học bổng á. Tháng được 500. Dạ. Học trong máy uy tín không à? Viết không được thì sao học trong máy không? Mai mốt cố gắng học giỏi lên nha. Học giỏi lên anh thương nhiều nha. Chắc khoảng lâu lâu thì cô mới lên trên đó làm ha. Lên Sài Gòn. Từ sau cô lên rồi. Cô ở trọ trên đó. Ở trọ. Rồi có gì nếu như con có dịp lên Sài Gòn thì con gọi cô ha. Hôm nay thì đến đây gặp gia đình mình buồn ngồi con không muốn ấy. Thôi con chúc cô luôn có một sức khỏe để còn nuôi dưỡng bé Tiền. Mong cô bớt buồn khi con đến đây chia được cái phần nào nỗi buồn của cô nha. Dạ, xin phép vong linh của chú Tài con về.